Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì Nấm đang chia sẻ cho mọi người về cái cách tưới nấm và cái thời điểm này gọi là thời điểm quyết định để nấm bung mạnh hay không là thời điểm này nha. Rồi thì việc đầu tiên thì Nấm cũng nói trước với tất cả mọi người, đó là phôi của người nào thì mình nên tuân thủ kỹ thuật của người đó nha. Mình đừng có lấy của bên này ráp bên kia, thì nếu có ráp thì ráp thử cho vui thôi, chứ còn đừng có ráp mà vô hết khuôn khổ 100% từ ban đầu. Nếu mà mình ráp một ít mình cảm thấy được á, thì mình từ sau này mình ráp tiếp. Rồi, vậy thì vì sao Nấm nói là thời điểm này là thời điểm quyết định? Việc đầu tiên, phôi bên Nấm là phôi ưa nước, mọi người cứ tưới thoải mái đi, tưới như tấm heo, tấm bò, tấm gà, tấm gì chắc ầm 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 lên. Trong quá trình tưới thì xung quanh đây mà mùa này nắng nóng nè, đấy, chia bằng vải nên mình cứ tưới lên vải luôn. Đấy, thấy ở ngoài đó đang tưới đó. Đấy, mình xịt lên rồi xịt lên mấy tôn rồi ầm ầm lên. Mùa này đang rất là nóng. Ở xung quanh nếu mà trồng cây được tưới cây rồi nữa là sẽ rất là tốt. Trại này thì xử lý vào hôm bữa là ngày sáng sớm mùng 10 nha mọi người. Hôm nay là chiều 12, tức là hôm nay là ngày 1 tháng 5. Đấy, nghỉ lễ 1 tháng 5 này. Rồi quay lại vấn đề, đó là khi giờ này là hiện tại nó tạo lên ghim mà. Mọi người thấy chưa? Tạo lên ghim rất là đẹp không? Đó. Vậy thì đối với thời điểm này á, nếu như mà mình để cái nấm nó bị nắng hay là bị gió lùi như thế nào đó, vô tình nó bị héo cái nấm ở trong cái cổ miệng, thì chắc chắn nó sẽ không bung ra khỏi cái cổ này tốt được. Nó giờ này mà nó đủ nước nè, giờ này nước là quan trọng nhất nè. Oxy thì cần rồi, vì có oxy rồi thì nó mới kết hợp nó ra nấm nè, có ẩm rồi từ ban đầu rồi nè, bung được rồi nè. Giờ này là 70% là đang chờ lụm lúa rồi đấy. Bây giờ còn 20% còn lại là phải chờ nó lớn, 10% còn lại là hái dao lụm lúa nha. Nhưng mà thời điểm này nếu như mà mình không tưới, đối với phôi bên nấm mà không tưới để cho nó ướt cái nấm con này thì nó không bung được ra khỏi cổ, thì nó ra nó sẽ còi cọc bạc màu, nó làm tùm lum đủ kiểu hết á. Nó không, thì giờ là mình cứ tiếp cho nó đây. Đối với mùa nắng này thì ở quy trình thì Nấm chia sẻ rất nhiều rồi, nhưng mà ở đây thì Nấm chỉ chia sẻ cái khúc mà nhú lên ghim tưới này. Rồi cứ tưới thoải mái nha. Đây có cái vòi đây. Đấy, mình cứ xịt cho thôi, xịt vô cổ này. Đây nè, vòi Nấm tưới này. Thấy chưa? Đó, nó ra hết rồi. Nên vì vậy mọi người mà cứ sợ nó tưới mà nó đọng nước vô cổ thì mọi người cứ chắc cái phôi nó chúi đầu một tí xíu đây nè, chúi vô nè. Thấy chưa? Ói ra là bây giờ nó ướt cái mặt nấm nè. Đó, nó ướt là bắt đầu nó bung ra đã rồi đấy. Đấy là mình tưới cổ thôi, còn ở trên mình vẫn tưới cho cái phôi nó ướt đều bình thường. Nên cái khúc này là khúc chêm cổ thôi. Đối với mấy bữa mà trời nó nắng quá, nóng quá mà một ngày 39-40 độ thì có thể tưới ngày 3 lần. Nhưng mà ví dụ nhiệt độ bây giờ hiện tại nó rơi vào tầm khoảng cỡ 32-33 độ thì ngày tưới 2 lần vô cổ. Còn ở trên thì vẫn cứ tưới bình thường nha, cái 5-7 lần gì đó. Rồi tưới xung quanh rồi nữa. Mê nhất là lúc lên ghi mà. Mọi người thấy ghi mà. Cái bạch ra thì nó hơi ngửa mắng tí xíu mà mọi người. Ráng cố gắng, nếu mình vô tình mình thấy này thì mình chút cái đít cái xuống để cho nó ấy. Trào nước ra. Đó. Ghim đẹp rồi đó. Ghim khá là đều luôn. Rồi. Thì quy trình thì chủ yếu khúc này là ok rồi. Hoàn thành được cái bước này là ngày mai nó nhú ra khỏi cổ là thể rồi đó. Tới chiều mai là thấy đã rồi. Để tưới ầm ầm nó ướt như này nè. Thôi tưới chưa. Bây giờ cái máy đây là chùi ra chia như thế này để chống nắng nóng nè. Ở ngoài đây có cái cây bưởi nữa này, tưới cây bưởi luôn mát luôn. Tưới lên cái miếng màng đó. Đó mọi người thấy, tưới ướt ẩm xung quanh hết luôn để tạo không gian mát. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người xem cái video này. Giờ thấy là ra ghim ok thế này là mai là bắt đầu nó nhú ra khỏi là lụm lúa rồi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Trời, bưng ra luôn.
tưới không? Thay chín đi. Đã. Rồi ban đêm nhớ thắp điện nha mọi người. Thắp điện để cái màu nấm cho nó đẹp.